ngoại trưởng nga sergei lavrov tuyên bố không có gì trong thỏa thuận ngũ cốc được liên hợp quốc hậu thuẫn có thể ngăn cản nước này tấn công các mục tiêu quân sự ở ukraine trong một tuyên bố mới đây ám chỉ đến vụ tấn công bằng tên lửa vào thành phố cảng Odessa, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, theo thỏa thuận ký kết gần đây liên quan đến việc xuất khẩu ngũ cốc Ukraine, Moscow không có nghĩa vụ chấm dứt chiến tranh quân sự đặc biệt và hoạt động phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự tại Ukraine. Ngoại trưởng Lavrov cũng đề cập đến vụ tấn công, hệ thống chống hạm Harpoon do Mỹ cung cấp cho Ukraine đã không còn là mối đe dọa đối với các lực lượng của Nga. Ngày 22 tháng 7, đại diện Nga, Ukraine, Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã cùng ký một thỏa thuận cho phép ngũ cốc lương thực và phân bón xuất đi từ các cảng Ukraine. Thỏa thuận cũng bao gồm một bản ghi nhớ quy định về sự cam kết của Liên hợp quốc trong việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế đối với việc xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga sang các thị trường thế giới. Nga cho biết sẽ rút khỏi IAS sau năm 2024. Tuyên bố này được đưa ra trong cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với Tổng giám đốc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nga Roscosmos vào ngày 26 tháng 7. Theo tổng giám đốc cơ quan hàng không vũ trụ Nga Roscosmos, phía Nga sẽ thực hiện mọi nghĩa vụ của mình với các đối tác, nhưng quyết định rời trạm vũ trụ quốc tế ISS sau năm 2024, Nga sẽ tiến hành kế hoạch xây dựng một trạm quỹ đạo của riêng mình và đây là ưu tiên của Moscow trong chương trình vũ trụ không gian. Trước đó, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA dự kiến kéo dài hoạt động của ISS đến năm 2030. Tuy nhiên, lãnh đạo Roscosmos cho biết các mô-đun của Nga trên ISS đã hết tuổi thọ. Ngoài ra, việc duy trì trạm ISS không còn hiệu quả đối với Nga trong môi trường địa chính trị hiện nay. Ngày 26 tháng 7, Liên minh châu Âu đã quyết định gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Nga thêm 6 tháng, kéo dài đến cuối tháng 1 năm 2023. Quyết định gia hạn các lệnh trừng phạt Nga thêm 6 tháng của Liên minh châu Âu đề cập đến các biện pháp trừng phạt lần đầu tiên được đưa ra vào năm 2014 và được mở rộng đáng kể sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi tháng 2 năm nay. Trước đó cùng ngày, Anh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt gồm các lệnh cấm đi lại và đóng băng tài sản đối với người đứng đầu một loạt khu vực của Nga. Tổng cộng có thêm 42 cá nhân được bổ sung vào danh sách trừng phạt của chính phủ Anh. Hiện Anh đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt đối với các tỷ phú và chính trị gia nổi tiếng của Nga, trong đó có cả Tổng thống Nga Vladimir Putin. Mới đây, các nước thành viên của Liên minh châu Âu đã đạt được thỏa thuận về cắt giảm 15% lượng khí đốt tiêu thụ và giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt của Nga. Cộng hòa Séc, nước hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên của EU cho biết các bộ trưởng đã đạt được một thỏa thuận chính trị về cắt giảm nhu cầu khí đốt trước thời mùa đông sắp tới, cũng như giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt của Nga. Đồng thời khẳng định đây không phải là nhiệm vụ bất khả thi. Trước đó cùng ngày trong hội nghị Bộ trưởng Năng lượng liên minh châu Âu diễn ra tại Bruxelles, đại diện Cộng hòa Séc tuyên bố kế hoạch của tập đoàn khí đốt Nga Gazprom cắt giảm nguồn cung khí đốt cho châu Âu cho thấy các nước EU cần phải đồng ý giảm sử dụng khí đốt của Nga trong mùa đông này. Theo vị quan chức, việc Gazprom cắt giảm nguồn cung là bằng Chứng bổ sung cho thấy EU phải nắm thế chủ động và phải giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp của Nga càng sớm càng tốt. Ngày 26 tháng 7, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu, Joseph Borrell, cho biết đã trình một văn bản dự thảo của thỏa thuận về chương trình hạt nhân Iran, hối thúc các bên chấp nhận hoặc nếu không có nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng hạt nhân nguy hiểm. Theo đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu Joseph Borrell, một dự thảo về thỏa thuận hạt nhân với Iran đã được trình sau khi Iran hôm 26 tháng 6 cảnh báo sẽ không vội chấp nhận một thỏa thuận nhanh nhằm khôi phục thỏa thuận ký kết năm 2015 trong bối cảnh tiến trình đàm phán ở Viên vẫn đang bị tắc. Ông Borrell khẳng định văn bản này thể hiện thỏa thuận tốt nhất có thể mà ông với tư cách là người điều phối các cuộc đàm phán cho là khả thi và dù không phải hoàn hảo, nhưng thỏa thuận này giải quyết mọi vấn đề quan trọng và gồm những thỏa hiệp mà tất cả các bên phải vất vả mới có được. Nhà ngoại giao EU cũng cho rằng các quyết định cần phải được đưa ra ngay, cảnh báo nếu thỏa thuận bị bác bỏ, thế giới có nguy cơ rơi vào khủng hoảng hạt nhân nguy hiểm. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết nước này sẽ bán thêm 20 triệu thùng dầu từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược SPR nhằm làm hạ giá xăng dầu. Với mục tiêu hạ nhiệt giá xăng dầu, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết nước này sẽ xuất thêm 20 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược SPR ra thị trường. Trước đó, cuối tháng 3 năm nay, Tổng thống Mỹ Biden đã ra lệnh đưa ra thị trường 1 triệu thùng dầu một ngày từ SPR trong 6 tháng để hạ nhiệt giá dầu trong bối cảnh chiến sự ở Ukraine siết chặt nguồn cung dầu mỏ trên thị trường quốc tế. Trong một động thái có liên quan, một quan chức của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã phát biểu rằng, nước Mỹ chỉ có một cơ hội mong manh để tránh được cuộc suy thoái kinh tế do có nhiều nguy cơ mà nước này phải đối mặt, đồng thời cảnh báo ngay cả một cú sốc nhỏ cũng có thể đẩy nền kinh tế Mỹ vào suy thoái. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu, đồng thời cảnh báo những rủi ro do lạm phát leo thang và cuộc xung đột ở Ukraine đang trở thành hiện thực và có thể đẩy nền kinh tế thế giới tới bờ vực suy thoái. Trong báo cáo cập nhật mang tên Triển vọng Kinh tế Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã hạ dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP toàn cầu năm 2022 xuống 3,2% so với mức dự báo 3,6% mà tổ chức này đã đưa ra hồi tháng 4. IMF cho biết GDP toàn cầu thực sự giảm trong quý 2 do suy giảm kinh tế ở Trung Quốc và Nga. IMF cũng hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2023 từ mức 3,6% đưa ra hồi tháng 4 xuống 2,9% do tác động của chính sách tiền tệ bị thắt chặt. Ngoài ra, theo dự báo của IMF, tỷ lệ lạm phát trong năm 2022 ở các nền kinh tế phát triển sẽ lên tới 6,6%, tăng so với mức dự báo 5,7% đưa ra hồi tháng 4 và sẽ tiếp tục tăng trong một thời gian dài hơn so với dự án trước đây. Những nội dung chính sẽ có trong phần sau của chương trình. Tổng thống Indonesia thăm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc Nhật Bản hạ dự báo tăng trưởng kinh tế trong tài khoá 2022 xuống còn 2%. Nga phạt Google vì lạm dụng chức năng khóa tài khoản YouTube. Tổng thống Indonesia Joko Widodo cùng đệ nhất phu nhân Iran Nayoko Widodo đã tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 2 ngày. Chuyến thăm này nằm trong khuôn khổ chuyến công du ba nước Đông Bắc Á là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Tại Trung Quốc, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du ba nước Đông Bắc Á Tổng thống Indonesia Joko Widodo có cuộc hội đàm trực tiếp với Chủ tịch nước chủ nhà Tập Cận Bình trong ngày 26 tháng 7. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Indonesia trong 9 năm liên tiếp và là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Indonesia trong 6 năm liên tiếp. Trung Quốc cũng là một trong những nhà đầu tư chính tại Indonesia. Trong tuyên bố do Văn phòng Tổng thống Indonesia đăng tải, ba nước Đông Bắc Á gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc là các đối tác quan trọng của ASEAN, đồng thời là đối tác quan trọng trong G20. Theo lịch trình các chuyến công du, Tổng thống Widodo gặp gỡ các nhà lãnh đạo của ba nước để thảo luận về quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư, y tế, hạ tầng, ngư nghiệp, cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định hạ dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP thực tế trong tài khoá 2022 xuống còn 2%. Chính phủ Nhật Bản đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế trong tài khoá 2022 xuống còn 2%, giảm 1,2 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra hồi tháng 1. Nguyên nhân chủ yếu là do chi tiêu tiêu dùng cá nhân và chi tiêu vốn có thể thấp hơn so với dự báo ban đầu. Ở chiều ngược lại, Nhật Bản lại nâng dự báo về lạm phát ở nước này trong tài khoá 2022 từ mức 0,9% lên 2,6%. Theo Văn phòng Nội các Nhật Bản, Nguyên nhân là do tác động của việc đồng yên mất giá so với đồng đô la Mỹ và xung đột quân sự nga Ukraine. Cụ thể, xung đột nga Ukraine đã khiến giá năng lượng và thực phẩm tăng mạnh trên khắp thế giới, trong khi giá hàng hóa nhập khẩu cũng trở nên đắt đỏ hơn do sự mất giá gần đây của đồng yên so với đồng bạc xanh của Mỹ. Đối với tài khoá 2023, chính phủ Nhật Bản dự báo lạm phát sẽ tăng 1,7%, trong khi GDP thực tế sẽ tăng 1,1%, lên mức 554.700 tỷ yên, tương đương 4 4066 tỷ đô la Mỹ, cao hơn so với con số kỷ lục 554.300 tỷ yên được ghi nhận trong tài khóa 2018. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ tin tưởng nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ không rơi vào suy thoái, mặc dù số liệu tổng sản phẩm quốc nội GDP công bố vào cuối tuần này có thể cho thấy nền kinh tế Mỹ đang suy giảm trong quý thứ hai liên tiếp. Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh, theo quan điểm của ông nền kinh tế Mỹ sẽ không rơi vào tình trạng suy thoái. Trích dẫn các số liệu việc làm mạnh mẽ, Tổng thống Biden bày tỏ hy vọng nền kinh tế Mỹ sẽ phục hồi theo hướng từ tốc độ tăng trưởng nhanh đến tăng trưởng ổn định. Theo Bloomberg, tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ liên tục giảm là do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed liên tiếp tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, thị trường nhà đất suy yếu, các công ty công nghệ giảm tuyển dụng. Với tình trạng lạm phát liên tục ở mức cao nhất trong vòng 4 thập kỷ, các nhà phân tích cho rằng, để giảm bớt áp lực giá, nền kinh tế nhiều khả năng sẽ rơi vào suy thoái và tỷ lệ thất nghiệp tăng cao. Theo kết quả khảo sát ý kiến của các nhà kinh tế do Bloomberg vừa thực hiện, khả năng xảy ra suy thoái trong 12 tháng tới là 47,5%, cao hơn mức 30% được đưa ra hồi tháng 6. Tại Anh, đại dịch cùng với một số nguyên do khác đã khiến nước này đang phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng, có thể đe dọa tới việc điều trị bệnh nhân, đó là khủng hoảng thiếu lao động y tế. Đại dịch COVID-19 kéo dài suốt thời gian qua đã đặt gánh nặng lên hệ thống y tế của Anh. Tình trạng thiếu nhân viên y tế tại Anh có nhiều nguyên do, mức lương và điều kiện làm việc căng thẳng là những yếu tố đầu tiên được đề cập tới. Áp lực nặng nề khiến nhiều người rơi vào tình trạng căng thẳng và buộc phải rời khỏi ngành. Các chuyên gia nhận định cải thiện điều kiện làm việc chính là việc cần thiết lúc này để giải quyết cuộc khủng hoảng lao động mà ngành y tế Anh đang phải đối mặt. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang có dấu hiệu nóng trở lại, cùng sự trỗi dậy của nhiều vấn đề y tế khác như các đợt bùng phát động mùa khỉ, nếu không có đủ nhân viên, hệ thống y tế Anh sẽ khó có thể đối phó với những áp lực này. Cơ quan dược phẩm châu Âu EMA đã phê duyệt vaccine đậu mùa Invanex của công ty công nghệ sinh học Đan Mạch Bavaria Nordic để phòng bệnh đậu mùa khỉ sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu đối với bệnh đậu mùa khỉ. Tuyên bố của Bavarian Nordic cho biết, Ủy ban châu Âu đã cho phép tiếp thị vaccine đậu mùa Invanex của công ty để phòng bệnh đậu mùa khỉ, theo khuyến nghị của cơ quan dược phẩm châu Âu EMA. Sự chấp thuận có hiệu lực ở tất cả các quốc gia thành viên EU, cũng như ở Iceland, Liechtenstein và Na Uy. EMA là đơn vị thực hiện đánh giá khoa học về các loại thuốc và đưa ra khuyến nghị về việc có nên bán bất kỳ loại thuốc nào trên thị trường hay không. Tuy nhiên, theo luật của EU, EMA không có thẩm quyền thực sự cho phép tiếp thị ở các quốc gia khác nhau trong khối. Ủy ban châu Âu là cơ quan có thẩm quyền và đưa ra quyết định ràng buộc về mặt pháp lý dựa trên khuyến nghị của EMA. Giá cổ phiếu của Bavaria Nordic đã tăng 122% trong 3 tháng qua, những nhu cầu mạnh mẽ đối với vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ. Malaysia sẽ cải thiện việc giám sát lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ bao gồm cả tại các điểm nhập cảnh quốc tế của đất nước nhằm đối phó với sự gia tăng số ca mắc COVID-19 và nguy cơ lây lan của bệnh đậu mùa khỉ. Hội đồng phục hồi quốc gia đã nhất trí với khuyến nghị của Bộ Y tế Malaysia về việc cải thiện giám sát lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ bao gồm cả tại các điểm nhập cảnh quốc tế của đất nước. Theo đó, du khách không phải công dân đến từ các quốc gia bị ảnh hưởng vì bệnh đậu mùa khỉ sẽ nhận được thông báo hàng ngày về việc theo dõi các triệu chứng của bệnh. Công dân Malaysia trở về từ các quốc gia có các ca nhiễm đậu mùa khỉ được khuyến cáo theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày. Trước đó, Bộ Y tế Malaysia đã nhắc nhở tất cả các cơ sở y tế cần nắm được tình hình bệnh đậu mùa khỉ hiện tại, đồng thời yêu cầu tăng cường phát hiện trường hợp bệnh nhân có nguy cơ mắc bệnh này sau khi Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. Tỷ lệ nhiễm COVID-19 đã tăng trở lại ở Nga trong tuần qua, với mức tăng lên đến gần 50%. Các nhà chức trách Nga không loại trừ khả năng các biện pháp hạn chế phòng COVID-19 có thể được tái áp đặt. Số các ca cá mắc mới COVID-19 tại thủ đô Moscow của Nga tăng đến 10 lần trong vòng một tháng qua, từ khoảng 200 đến hơn 2.000 người nhiễm mỗi ngày vào thời điểm này. Mức tăng số ca nhiễm được ghi nhận ở 70 khu vực trên toàn liên bang. Một số địa phương tại Nga đã nhanh chóng triển khai các biện pháp chống COVID-19, khuyến cáo người dân sử dụng khẩu trang trở lại trong những không gian công cộng khép kín. Nga đã gỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế chống dịch COVID-19 từ đầu tháng 7 vừa qua. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của biến thể mới và nguy cơ về một làn sóng dịch bệnh mới vào mùa thu năm nay, người dân Nga được khuyến cáo tăng cường tiêm các mũi vaccine nhắc lại phòng COVID-19.